Xin chào 500 anh em đã đến với buổi video sinh nhật của Ba Tuấn Khôi. Và một tuần mới thì Khôi không nói gì nhiều hơn bằng việc là Khôi sang tuần mới thì Khôi phải nỗ lực nhiều hơn nữa. Và Khôi phải cố gắng và chú tâm vào việc học và việc vào đại học. Khôi biết ơn và Khôi tôn trọng tất cả mọi người trong suốt 17 năm qua. Và Khôi cảm ơn mọi người đã ủng hộ suốt 17 năm qua, từ thi lớp 10 đến thi học kỳ.